biết ai đây, luật sư lại gì nè cả nhà ơi. Ờ, luật sư xuất hiện rồi. Ờ, đây cả nhà. Ờ, luật sư Ngọc nha cả nhà ha. Ờ, luật sư lại cả nhà. Chào anh Nhân. Chào chị. Chào chị Ngọc. Chào anh chị nha. Chào anh chị. Ờ, đây luật sư lại nha cả nhà. Đây đó, bắt đầu vào nhà rồi thì quý vị cũng biết là sắp căng rồi ha, rất là nóng luôn rồi chú anh chị ơi. Rồi đó, rồi luật sư đã vào nhà rồi cả nhà. Đây đó, có mặt tới rồi nha cả nhà. Thì luật sư mới luật sư gọi rồi, rồi nhà xong mẹ con bà Sáu rồi, sắp xong rồi à, sắp xong mẹ con bà Sáu rồi đó. Thì rồi giờ thì đã luật sư đã tới thì chỉ còn một chút xíu thôi thì là tới giờ thẩm định đó, thậm chí thì lúc đó thì bên tòa án thì người ta cũng đi xuống ha cả nhà ha. Người ta cũng đi xuống thì chắc chắn thì cũng vạch mặt như là mẹ con bà Sáu ra. Thậm chí là đợt này thì không biết là như thế nào ha. Này là mẹ con bà Sáu có nhận được cái kết nhục nhã ê chề và nặng nề hay không ha cả nhà ha. Rất là rõ ràng đây. Thì một luật sư vừa xuống có thể là bàn bạc, thậm chí là quý vị có biết là cái đợt vừa rồi đó có nhiệm vụ mới được vào. Đúng rồi, ngày hôm nay thì chắc chắn thì những cái thành phần mà không có nhiệm vụ hay là những cái thành phần mà nó không có liên quan đó, cũng như là cái bà lành trành bồn đó cả nhà, thì chắc chắn cũng sẽ không được vào nha cả nhà ha. Chỉ có những người như là có nhiệm vụ hay là có trách nhiệm trong cái việc này thì mới được vào nha. Như là mẹ con bà Sáu nè, hay là một số người nào đó liên quan tới cái vấn đề tranh chấp này á thì mới được vào nha. Còn khơi khơi thì ở ngoài đi mấy cưng, không có chuyện mà vào đâu nha mấy cưng. Đó, ở đây thì những anh em đang cố gắng chờ đợi, thật sự rất là nóng nha. Hiện tại bây giờ thì mình thấy có rất là nhiều khán giả cả nhà, cũng có mặt. Quý vị cũng thông cảm cho em ha, có thể là em đau họng quá. Dạ. Bữa nay thẩm định đồ của bà Sáu anh để bà Sáu để cho bà Sáu dọn đồ ra. Hôm nay thì con phụ tử bán có thể sẽ dọn đồ. Đúng rồi, nay dọn là cái chắc rồi, làm gì dọn là chắc 100%. Nghe đâu là có mấy anh em nữa tiếp dọn theo. Dọn cho lẹ. Có nhiều anh em cũng nói là bữa nay là anh em mình sẽ dọn tiếp luôn á nha, hốt cái một cho lẹ, dọn phụ luôn khỏi lấy tiền công, đưa ra một cái một. Nói chung con thấy nếu mà không có người dọn thì anh em mình thanh niên mà mượn tay chân dọn cho lẹ, đúng không? Đúng rồi, đồ vô bọc sẵn hết trơn rồi, tay là lẹ lắm. Nhất vài cái là mình ở đây là anh em hùng tiền lại để mình mướn xe ba lát luôn, chở luôn, chở tới quán uống luôn. Mình có thì ginh luôn. Đi giùm luôn. Bởi vì thương mẹ con bà Sáu nó cỡ đó luôn trời. Như bả còn không biết cái gì nữa, bả chửi lưới chi chứ. Anh em bả chửi liên thiên cái chân cả nhà. Đây là anh em Bluetooth rồi, dọn đồ chuẩn bị học dịch chưa? Tại không, tại nghe bả than khổ kìa, nghe than khổ rồi không có tiền các thứ các kiểu tùm lum hết, tội nghiệp lắm. Trời ơi, trời, mình nghe than không có tiền hết tội nghiệp, mình tiếp được cái gì tiếp? Không biết sao nữa mà từ lúc mà xong cái đám của chú là thay đổi cuộc sống liền trời. Ngộ đi con trai, thay đổi hoàn toàn luôn. Đó là chưa nổi lắm, bây giờ nổi dữ. Trời ơi trời, bây giờ mà tới mà ở dưới sớm tôi mấy thằng nhóc nhóc hỏi thế là con que cá cho nó trực mình nó sợ luôn á. Tiếng hỏi đi, ở dưới cái vùng quê đó em đi là khoảng 500 cây số, sợ luôn. Bây giờ nói thì cho gặp mặt mẹ con bà Sáu là chạy liền, chạy ngay mà luôn. Bà hỏi mà có mấy người ở dưới nhà á, nó người ta chia sẻ lại á, nói trời ơi trời, nó mở cái xô ra nó hát, nó bán 500.000 một vé, nó cho người ta ngồi ghế một, rồi bây giờ nó mở thêm cái xô này nữa, đáng lẽ cho ngồi ghế lửng ta. Trời ơi trời, tao nói thôi mấy bà đi nghe hội chợ đi, hội chợ nó vui hơn nha. Có cái nhựa nữa anh, đỡ cái chân không? Trời trời, đi tham gia cái show, đi nghe diễn cái show mà trời ơi, thánh thần thiên địa ơi, ngồi đau lưng mà không có được nước uống nữa. Đấy, khổ của nó đó. Khổ của nó. Ừ. Đó, đây ăn ăn buffet, bữa đó ăn buffet như thịt như là cho thích ăn gì á, bánh rồi câu rồi. Mà người ta lợi chủ yếu là người ta nghe hát không à, mà lợi đó lần nào cũng mở hình ảnh của chú lên tưởng niệm, rồi thấy cái con que nằm như kế con câu á, hai người xứng cái gì gan luôn vậy con que á. Trời ơi, thấy những hình ảnh đó mà thấy mắc cười sao á, giả tạo thấy sợ luôn ha. Quá giả tạo lừa gạt khán giả ghê luôn cả nhà.
Nói chung thì có cậu mà trước mặt YouTuber á thì trời ơi tôi thương cậu lắm, trên cộng đồng mạng á thì tôi nhớ cậu lắm, trời ơi mà sau lưng á thì đâm trọt, người ta chia sẻ hình ảnh của cậu nói xấu về cậu á thì nín hình. Không có làm cái gì á, không có quê cái gì, quê cái khúc mà cái gì cũng mà bảo vệ danh dự ừ. Mà cái ghi âm rồi đời cứ lĩ rồi đem lên sợ đem lên đó. Mà mình tức cái nó còn chia sẻ nữa chứ, trời ơi cái chỗ đó mình mới tức á, không phải là tức cái gì, lại còn chia sẻ những cái bài viết mà chia sẻ rồi bấm like bấm thích nó, trời ơi thánh thần thiệt sự luôn, không ngờ trời ơi con người gì mà kỳ cục thiệt vậy. Thua mà nó thật sự là thua cái con Kiki, con Kiki nó còn trung thành, con Go Go luôn, con Go Go nó còn trung thành, cái đấy là phải cho uống vitamin Go Go. Con Go nó ở nhà nó còn biết ai là chủ đó, còn những người đó có biết đâu. Mà em nghĩ sao về về thằng con rể, trời ơi cái thằng đó thì thôi khỏi nói, anh biết sao không, nó còn tự xưng nó là cô hồn, trời ơi thánh thằng thế kìa, cô hồn đúng không tại sao mà nó có thể là nó mạnh miệng cái mức độ em là cô hồ, trời ơi trời nghe là mình thấy tự ái hơn, rồi mình là đàn ông thanh niên mà nghe thấy nhột mà tự nhiên mình xưng vậy, nó lại nó nói tên của nó thì mình không tức là xưng cô, vậy là này nó báo ông ấy biết nó quen rồi nó báo ông ấy nó quen rồi, nó đâu có làm được cái gì đâu. Anh ta mỉa mai rằng là cái việc anh ta xưng cô là để mỉa mai cộng đồng cho là anh ta thế này thế kia đó, giới tính á, đúng rồi, nhưng mà chính là anh ta đang chửi bản thân mình, đúng không? Đúng rồi, tính mình giỏi mà nhưng mà thật sự thì rõ ràng rồi dở lắm, rất là dở nhưng gầu mà nó gầu thật sự gầu đó, cái thằng đó không biết làm gì, đăng xì ta tuốt này trời ơi chửi mà chửi khéo lắm anh ơi, nó hay lắm, tại vì người ta dân nổi tiếng mà người ta có trình độ mà á, chơi chữ á, cái trình độ của người ta là đi lừa gạt tiền trong túi của mọi người á, để giờ túi mình á. Cơ quan chức năng cũng chuẩn bị ra quân nha mọi người. Đó, thấy tới công chuyện đến nơi. Đây. Đó, mấy anh áo xanh bắt đầu xuất hiện rồi nha cả nhà ha. Đây. Chuẩn bị lên nha mọi người. Nhóm nhán dò cẳng rồi cả nhà ơi. Rồi chuẩn bị tới đây để giữ cho an toàn giao thông cả nhà, trật tự rồi đó. Với các em quay cũng phải an ninh sẽ là nghiêm ngặt. Nó ơi, trời ơi, trời ơi, mẹ con cô cháu. Trời ơi, mẹ con bà Sáu ghê lắm. Trà trộn mướn người trà trộn người đây xiên. Những người lạ lạ là nguy hiểm lắm. Rất nhiều lần mình thấy đó, rất nhiều lần em xem em thấy rõ ràng là trà trộn vô cố gắng để công kích mọi người. Nó vô một số đám đông của nó nói này, nó nọ, nó sằng, nó bậy. Đúng rồi. Nó công kích nó làm ảnh hưởng đến cái buổi thẩm định này. Đó, những cái thành phần đó thì phải loại bỏ ngay liền. Đó. Ừ, không biết là cũng phiên nhẫu là những phe của anh có nghe nói mấy cái phe của bên Bình Cận á, nói là hôm nay mà thẩm định xong là nhà chưa lo phải dọn ra khỏi nhà. Trời ơi nếu mà dọn ra người ta đã dọn lâu rồi, đâu có thể kinh doanh buôn bán được gì đâu, đúng không? Những cái đầu óc đó là cứ suy nghĩ là nó làm sao mọi người hiểu, thậm chí đánh vào tâm lý mọi người Hồng Loan là con nuôi, thắc hứa các kiểu, nó cố gắng nó làm cho mọi người là làm sao để Hồng Loan là con nuôi thôi. Cái mục đích của nó là được mẹ con bà Sáu cho thật là như thế nào tiền đó, mới rõ ràng như vậy. Mà trước mắt mình thấy là đã được ta nó sang tên rồi, hết rồi. Đúng rồi. Trời ơi, nói cái này là chỉ đợi tới ngày thôi ha, đợi tới ngày rồi đưa cái quyết định tòa án thôi. Tại vì mẹ con bà Sáu đang sợ cái vấn đề là tiền án phí nữa, đúng không? Đang cố gắng kéo dài thời gian. Tiền án phí lên tiền thẩm định luôn. Nó đang kéo dài thời gian ra để làm sao mà có thể là bớt được cái phần nào hay phần đó. Trời ơi, tiền ta than có tiền không mà, cái tội nghiệp đúng rồi, nó cố gắng làm sao mà cho fan của nó, cho fan của nó trời tin tưởng tôi, đúng quá trời, mẹ con mà sao tôi là em mà, trời em được cháu được. Nhưng mà những cái fan đó là nó cũng y rang một ruột với nhau nó cũng muốn tranh chấp, thậm chí nó muốn ở ké gì nhà người ta đó, rồi bắt đầu nó chiếm luôn bụng nó giống nhau á, giống nhau nó mới chơi chung với nhau thôi. Mà tại sao mà 100-1000 người người ta không ủng hộ mà ủng hộ chị Hồng Loan, mà trong khi đó có một số ít có vài ba người thì anh chị hiểu rồi, có vài ba người đó thì những cái thành phần đó là giống y hệt như vậy, muốn chiếm đoạt chiếm nhà người ta, không làm mà đòi có ăn, chỉ có ăn cái kia thôi, đó là như vậy, không thể nào mà chối cãi được. Đây cả nhà, hiện tại đây rất là đông nha. Cái giờ này sát giờ nha cả nhà, tập trung vào quán cà phê nhiều, giống như có quán cà phê thì giờ tập trung quán cà phê nhiều. Bây giờ thì sát giờ thì vô quán cà phê nhiều cả nhà, rất là nhiều người tới đến những anh cơ quan chức năng.
người ta bắt đầu tới nha cả nhà. Những anh công an thì bắt đầu tới rồi nha. Mà bây giờ Thịnh Thịnh thì bây giờ là chung với quán cà phê nhiều cả nhà. Đúng rồi. Đó thì bữa giờ thì anh em đi tới nhậu ngoài, nhưng mà hôm nay thì anh em cũng ở quán cà phê với chồng hẻm nè. Cả nhà thấy không? Chứ không đứng chèn hẻm ngoài nữa, và đứng thêm bên góc bên kia nữa nha cả nhà. Đứng thêm bên góc. Có thể là bọn kia nó trà trộn vô thôi, nó làm náo loạn lên đó. Là sợ là mình sợ vậy thôi. Nhanh nhất để cho cả nhà được biết là như thế cả nhà. Rồi, em thấy không? Khán giả là cũng đó là đông nhập ơi, là có trên lầu của cả nhà, đó thấy không? Em thấy là lên trên lầu luôn. Đó, có trên lầu luôn. Vậy hả? Khán giả người ta ngồi trên lầu luôn. Vậy đó hả? Rồi hàng chi. Đó dưới là trên lầu luôn nè. Đó, cho nên hôm nay quán cà phê này rất là đông nha. Nói chung là để nguyên cập nhật cho cả nhà để được biết thêm về những cái sự việc này. Thì nếu nói ra đó, nếu nói ra mà bên bển về tiền án phí, nếu mà bà kêu thì bà phải đóng thôi, đúng không? Đúng rồi, đúng không? Đóng cái tiền thẩm định, nếu mà lớn tuổi thì án phí thì giảm, còn cái tiền thẩm định là đúng rồi, đóng, cỡ đúng nào cũng phải đóng hết trơn, cỡ nào phải bỏ tiền hết trơn á, đừng có nghĩ mà kéo dài thời gian ra rồi sẽ không tốn tiền, không có cái chuyện ở đâu, đừng có đùa. Trời ơi, cũng phải tốn thôi. Đúng chứ rồi, đâu trời phải, ơi, người ta đâu có mà làm rảnh rỗi mà người ta đi làm tới lui hoài. Trời ơi, nó tiền nhóc mà bữa hỏi mấy cọc 500 đó, trời ơi vàng đầy. Quá trời ha, thấy nhiều quá ha. Trời ơi, thấy là ớn liền. Trời ơi, khán giả người ta nhầm người ta ủng hộ đó. Mà khi mà thấy được cái đoạn clip đó, người ta không bao giờ ủng hộ nữa. Là biết con nhỏ nó lừa gạt, nó xảo trá, nó mưu mô, xảo quyệt đến mức độ nào. Trời ơi, nói nó tham có tiền. Mà trong khi đó là mấy cái cọc 500 đó là cả nhà nghĩ là bao nhiêu tiền rồi. Tính là bao nhiêu tiền rồi, rồi vàng bạc nữa. Rồi về 8 triệu 200 đô nào trong đó. Ừ. 8 triệu 200 đô nào mà chồng còn quá trời, ta lấy hết với ai đâu. Ừ. Lấy, nhưng mà sau này kiếm sau này kiếm được lại 20 triệu đó. À, sau này kiếm được 20 triệu lời luôn, lời luôn. Lời luôn, ghê luôn, biết tiền đâu ra, nhưng mà giấu nhiều quá biết không? Giấu nhiều chỗ quá rồi bắt đầu tiền giấu được 20 triệu đó tự nhiên lòi ra cái dư nữa. Không ngờ là tiền của mình, mình nói là lao bị lộ bác, nữa. Bác sĩ y tá chăm sóc cho con của bụng gà nghe cả nhà. Đó là bác sĩ nghe cả nhà ha. Thấy chị áo xanh không? Đó, chăm sóc cho con của bụng gà nghe. Rất là đông nha. Đó thì không biết những cái ông ngoại nhìn thấy cảnh này sao ha. Ông ngoại nhìn thấy cảnh này sao ha. Ông ngoại bác sĩ y tá là chăm sóc con gà vậy đó. Bây giờ là mình đi vô đây cho cả nhà coi nữa nha. Ở bắt đầu thì chồng của chị Hồng Loan cũng ra nha cái nhà ha. Nói chung thì không biết thì bây giờ luật sư vào ha cái nhà ha. Luật sư vào đó rồi thì sẽ như thế nào nha cái nhà ha. Mình thấy tình hình thì bây giờ cũng rất là căng nha cái nhà. Khi mà luật sư vào thì không biết sẽ có những cái vấn đề hay là có những cái thông tin gì rồi ha cái nhà ha. Mà nhưng mà bây giờ hiện tại là vẫn chưa thấy mẹ con bà Sáu nha cái nhà ha. Có thể là một chút xíu nữa thì mẹ con bà Sáu cũng sẽ xuất hiện nha cái nhà ha. À, để chạm mặt với là con bà Sáu nha cả nhà. Trời ơi, lúc đó chắc vui lắm nha cả nhà ha. Đó. Ở đây thì hầu như rất là nhiều khán giả ở đây. Có nhiều mọi người cũng có mặt ở đây nha cả nhà ha. Đó.